Mến chào quý ông bà, cô chú và anh chị em đang xem chương trình Thời sự Hoa Kỳ trên kênh BTV Epostcam. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Mạng xã hội S của Elon Musk đạt được một nguồn quảng cáo khó tin từ các chính trị gia đảng Dân Chủ. Tin cực vui Donald Trump vượt mặt Joe Biden ở hai bang chiến trường cuối cùng, nắm chắc trong tay phần thắng lên đến 99%. Thông đốc đảng Dân Chủ Katie Hobbs cầu xin Biden cứu trợ, người Mỹ nên trợ cấp cho việc nhập cư bất hợp pháp tại Arizona. Tổng thống Donald Trump công bố đội ngũ lãnh đạo Mississippi của ông. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, khi các nhà quảng cáo lớn xuất khỏi nền tảng truyền thông xã hội S của Elon Musk, thì các nhóm chính trị dân chủ, bao gồm cả những kẻ từng tấn công Elon Musk như Adam Schiff, lại tăng cường chi tiêu số tiền khổng lồ cho các quảng cáo chính trị trên nền tảng này. Cụ thể, Washington Post báo cáo rằng, các ứng cử viên và tổ chức của đảng Dân Chủ đang ngày càng đầu tư vào quảng cáo chính trị trên S, Bất chấp sự rút lui của các nhà quảng cáo trên diện rộng do lo ngại về chính sách nội dung của nền tảng này dưới sự lãnh đạo của Elon Musk, một phân tích gần đây của Post tiết lộ rằng, Đảng Dân Chủ đã chi hơn 1 triệu đô la cho hàng ngàn quảng cáo chính trị trên nền tảng này kể từ khi nền tảng này dỡ bỏ lệnh cấm đối với những quảng cáo như vậy vào đầu năm nay. Một mặt thì họ chỉ trích mạng xã hội S và Elon Musk, mặt khác lại gia tăng chi tiêu quảng cáo cho nền tảng này. Đúng là đảng Dân Chủ miệng lưỡi không xương nhiều đường lắc léo. Hơn 50 chiến dịch tranh cử của đảng Dân Chủ và các tổ chức ở nhiều cấp bầu cử khác nhau đã chọn S làm nền tảng chính để tiếp cận các cử tri và nhà tài trợ tiềm năng. Tin cực vui, Donald Trump vượt mặt Joe Biden ở hai bang chiến trường cuối cùng, nắm chắc trong tay phần thắng lên đến 99%. Quý vị thân mến, theo các cuộc thăm dò do hãng thông tấn CNN thực hiện, ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đang chiếm thế thượng phong so với Tổng thống Joe Biden ở hai bang chiến trường quan trọng cuối cùng trong danh sách 8 bang là Michigan và Georgia. Cụ thể, kết quả khảo sát cho thấy, đa số cử tri ở cả hai bang Michigan và Georgia đều có quan điểm tiêu cực và hiệu quả về công việc, quan điểm chính sách và sự nhạy bén của Tổng thống Joe Biden. Tại Georgia, một bang chính mà ông Biden đã dự trước với tỷ số rất xích sao vào năm 2020, các cử tri cho biết họ thích Tổng thống Trump 49%, hơn Biden 44%. Ở Michigan, nơi ông Biden giành chiến thắng với số phiếu trên lệch lớn hơn, cựu Tổng thống Trump nhận được 50% ủng hộ so với 40% của đối thủ đảng Dân Chủ. Đặc biệt, 10% người được khảo sát cho biết họ sẽ không ủng hộ bất kỳ ứng cử viên nào Cả Tổng thống Trump và Biden nhiều khả năng sẽ là những ứng viên Tổng thống của lượng đảng Mỹ cho cuộc bầu cử năm 2024, trong khi nội bộ đảng Dân Chủ chưa tìm ra ứng viên nào có sức hút hơn Tổng thống Joe Biden. Thì ở đảng Cộng Hòa, ông Trump tỏ ra vượt trội trong các cuộc khảo sát mức độ tín nhiệm. Khoảng cách giữa Trump với Biden trong các cuộc khảo sát của CNN đã tăng lên đáng kể nhờ sự ủng hộ của những cử tri nói rằng họ đã không bỏ phiếu vào năm 2020. Nhiều cử tri từng bỏ phiếu vào năm 2020 tại hai bang chiến trường nói rằng họ đã ủng hộ Biden hơn Trump trong cuộc bầu cử đó, nhưng tính đến thời điểm hiện nay, họ nghiêng về phía tổng thống Trump cho cuộc bầu cử năm 2024. Những con số trên đặt ra những thách thức có thể xảy ra với cả hai ứng cử viên trong chiến dịch tranh cử kéo dài phía trước. Lợi thế của Trump dựa trên giả định rằng ông có thể vừa duy trì được sự ủng hộ của một nhóm cử tri có xu hướng dễ thay đổi không gắn bó về mặt chính trị, vừa thuyết phục họ thực sự đi bỏ phiếu, trong khi Biden sẽ cần giành lại sự ủng hộ của những người ủng hộ đang tỏ ra không mấy hào hứng với những nỗ lực tái tranh cử của nhà lãnh đạo 81 tuổi. Những khó khăn của ông Biden ở cả hai bang Michigan và Georgia thể hiện rõ ràng trong ấn tượng của cử tri về thành tích của ông trên cương vị tổng thống. Nhìn chung, chỉ 35% cử tri ở Michigan và 39% ở Georgia đánh giá cao hiệu quả công việc của Biden, trong khi đa số người được khảo sát ở cả hai bang cho rằng chính sách của ông Biden đã khiến điều kiện kinh tế trong nước trở nên tồi tệ hơn, 54% ở Georgia và 56% ở Michigan. Những con số nghiệt ngã đó một phần phản ánh sự yếu kém trong lòng cử tri ủng hộ Biden khoảng 1 phần 4 số cử tri đã đăng ký theo đảng Dân Chủ và nghiêng về đảng Dân Chủ ở mỗi bang không thích ông Biden. Và hơn 2 phần 5 cử tri nói rằng các chính sách của ông không giúp gì cho nền kinh tế đất nước. Đội ngũ tranh cử của ông Biden đang nỗ lực thuyết phục cử tri về sự thành công trong chương trình nghị sự kinh tế của vị tổng thống này sau khi tung ra một đoạn quảng cáo ở Michigan tập trung vào các doanh nghiệp nhỏ và tầng lớp trung lưu. Cuộc thăm dò cũng chỉ ra ít sự đồng thuận giữa các cử tri ở cả hai bang chiến trường về cách Mỹ xử lý cuộc chiến giữa Israel và Hamas, một vấn đề đã gây sạn nước trong đảng Dân Chủ. Với việc các đảng viên Dân Chủ cấp tiến hơn và trẻ tuổi hơn đang thúc ép ông Biden kêu gọi ngừng bắn. Đáng chú ý, hầu hết cử tri ở cả hai bang đều cho rằng ông Biden không có những phẩm chất mà họ đang tìm kiếm ở một tổng thống khi nói đến các quan điểm chính sách của ông. 57% ở Michigan, 56% ở Georgia, khả năng thấu hiểu cự tri 60% ở Michigan, 56% ở Georgia, sự sắc bén và sức chịu đựng của vị tổng thống 69% ở Michigan và 66% ở Georgia. Thông đốc đảng Dân chủ Katie Hobbs cầu xin Biden cứu trợ, người Mỹ nên trợ cấp cho việc nhập cư bất hợp pháp tại Arizona. Thưa quý vị, trong một lá thư gửi cho Biden vào cuối tuần trước, Katie Hobb đã yêu cầu Tòa Bạch Ốc hoàn trả cho bang Arizona hơn 512 triệu đô la chi phí liên quan đến những người nhập cư bất hợp pháp tràn qua biên giới Hoa Kỳ và Mexico ở mức chưa từng có kể từ tháng 1 năm 2021. Ngoài ra, thống đốc còn lập hóa đơn cho chính phủ liên bang số tiền bồi hoàn là 512 triệu 529.333 đô la cho các hoạt động biên giới đang diễn ra do chính phủ liên bang không đảm bảo được biên giới Arizona trong tương lai tiểu bang sẽ thường xuyên yêu cầu chính phủ liên bang hoàn trả. Mặc dù kêu gọi tòa Bạch Ốc ngăn chặn làn sóng nhập cư bất hợp pháp ở biên giới, Katie Hop không ngừng thúc giục Biden ngăn chặn dòng người nhập cư, giống như các thông đốc đảng dân chủ khác, những người đã phàn nàn về căng thẳng mà người nhập cư bất hợp pháp gây ra nhưng không yêu cầu dừng việc họ đến. Ví dụ vào tháng 8, thống đốc New York Kathy Hochul đã yêu cầu Biden yêu cầu người nộp thuế tại Mỹ cung cấp cho người nước ngoài bất hợp pháp ở tiểu bang của cô ấy các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chứng từ nhà ở, phương tiện giao thông công cộng miễn phí và các dịch vụ bổ sung tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai ESL ở các trường công lập của bang. Vào thời điểm đó, Kathy Hochul đã viết cho Biden: "Trách nhiệm trực tiếp của chính phủ liên bang là quản lý và kiểm soát biên giới của quốc gia." Houchun đã viết cho Biden vào thời điểm đó mà không yêu cầu chính quyền của ông chấm dứt hoạt động nhập cư bất hợp pháp. Tương tự như vậy, các thị trưởng thành phố Tôn Nghiêm của đảng Dân Chủ từ Eric Adam của thành phố New York đến Brandon Johnson của Chicago đã yêu cầu Biden cứu trợ hàng tỷ đô la liên quan đến vấn đề nhập cư bất hợp pháp, nhưng vẫn chưa yêu cầu tòa bạch ốc ngăn chặn vốn đổ vào. Vào tháng 10, thống đốc Illinois J.B. thừa nhận rằng, Việc nhập cư bất hợp pháp là một căng thẳng rất lớn đối với những người nộp thuế của bang, nhưng không yêu cầu Biden ngừng gửi những người mới đến bang của mình. Thay vào đó, Brisker yêu cầu Biden thu hút thêm nhiều lao động nước ngoài vào làm việc. Tổng thống Donald Trump công bố đội ngũ lãnh đạo Mississippi của ông Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump rất vinh dự nhận được sự tán thành của toàn bộ phái đoàn đảng Cộng hòa của Mississippi tại Quốc hội và thêm 10 quan chức được bầu chọn trên toàn tiểu bang và khu vực. Trong thời gian làm lãnh đạo của mình, Tổng thống Trump đã đến thăm Mississippi 4 lần và ông đã ban hành một chương trình nghị sự nhằm đạt được mức tăng trưởng kinh tế kỷ lục, cộng đồng an toàn hơn và bảo vệ các giá trị bảo thủ cho các gia đình lao động chăm chỉ tại Mississippi. Kính thưa quý vị, Tổng thống Trump đã giành chiến thắng trong 4 cuộc bầu cử liên tiếp ở Mississippi bầu cử sơ bộ và tổng tuyển cử tổng thống năm 2016, cũng như bầu cử sơ bộ và tổng tuyển cử tổng thống năm 2020, và ông mong muốn hợp tác với nhóm này để giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ và tổng tuyển cử của bang Manolila vào năm 2024. Nhóm lãnh đạo Trump năm 2024 Mississippi bao gồm 1. Thống đốc Tay Rivers, thống đốc Mississippi 2. Thượng nghị sĩ Roger Whisker, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ từ Mississippi 3. Thượng nghị sĩ Cindy Highsmith, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ từ Mississippi. 4. Nghị sĩ James Cowley, dân biểu Hoa Kỳ từ khu vực quốc hội số 1 của Mississippi. 5. Dân biểu Michael Guest, dân biểu Hoa Kỳ từ khu vực quốc hội thứ 3 của Mississippi. 6. Nghị sĩ Mike Izzell, đại diện Hoa Kỳ từ khu vực quốc hội số 4 của Mississippi. 7. Cựu thống đốc Phil Bryant, cựu thống đốc Mississippi, phó thống đốc Delbert Horstman, phó thống đốc bang Mississippi. 8. Tổng trưởng lý Linfis tổng trưởng lý Mississippi, kiểm toán viên Charles White, kiểm toán viên bang Mississippi, thủ quỹ Davis McRae, thủ quỹ bang Mississippi. 9. Ủy viên Andy Gibson, Ủy viên Nông nghiệp và Thương mại bang Mississippi. 10. Ủy viên Mike Chanez, Ủy viên Bảo hiểm Mississippi. 11. Ủy viên Dan Maxwell, Ủy viên Dịch vụ Công cộng từ quận phía Nam Mississippi. 12. Ủy viên đắc cử Chris Brown, Ủy viên dịch vụ công cộng đắc cử từ quận phía Bắc, Mississippi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi phần tin tức hôm nay trên kênh BTV Epoch Times. Để không bỏ lỡ những cập nhật thú vị và quan trọng, hãy đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được bản tin mới nhất. Đội ngũ BTV Epoch Times mong được gặp lại quý vị trong những bản tin kế tiếp. Kính chào tạm biệt và mong sớm được chia sẻ thông tin cùng quý vị.